trên sơn lâm cây cao mát mẻ, cung thỉnh mời cháu bé tôn linh. Kim chi ngọc diệp xanh xanh, châu bé bắc lệ khách danh thay là vốn tiên nữ hằng nga giang thế, còn phàm trần ai dễ biết đâu khắp hòa tan thật một ngàn châu. Lục ngàn châu non nhân nước chi, một bầu cảnh tiên đã nên đấng danh truyền Nam Việt, hoa phép màu lẫm liệt ai qua non buồn vai quẩy nắng hoa. Công đồng dạo chơi trốn non bồng bích thủy, trở ra về phố vị suối ngang khắp hòa các lũng các làng. Lên đền châu bé ơi, thượng ngàn tối linh khắp châu thổ phúc trinh vọng bay, kẻ ngược xuôi qua lại cúc cung khi lên bái yết ngàn chung. Tiếng dây vang trên ngàn dưới thủy, trở ra về nhất nhị tam thanh khôn ngoan trần thế ngọt. Nhàn xe loan đi cung điện,
ra ngự đồng phấn điểm tô son vui chơi nước ngược cành tiên. Về đồng làm lễ dâng nhang dâng lên cho đến thượng thiên các tay dâng nhang niệm niệm từ bi cất tay tiền mua xong đăng chầu mua dịu dàng bẻ bay lưng đai giọt ngắn giọt dài tay cầm đôi đuốc mua một bài xinh thật là xinh nhát trông lên phong cảnh tình vòng xuyên bạc nhờn người nàng nét đoan trang ai nào dám đọ vốn anh linh đã có tiếng vang thùng dung cợt khách lên ngàn địa phương đã tạo điều kiện giúp cho Thanh Đồng được lễ tạ ơn Thánh. Nay Thanh Đồng xin phép các cấp cán bộ chính quyền, xin phép thủ nhang đồng đèn, xin phép các thầy pháp sư Thanh Văn Tây Quỳnh Tây Quế Lễ Thủ, xin phép các gia chăn họ, xin phép dân thôn bản mạt ông cụ bà cho phép Thanh Đồng đệ tử họ Lê được vào hầu thánh để cung cung thánh giá trang giáng hương đồng. Kính xin mọi người trợ duyên tác phúc cho Thanh Đồng. A Di Đà Phật. Tiếp bốn mùa âm dương thức tha tâm tâm thành cầu đạo cầu bề quả thuật dâng lên la thiết tâm trà quả thuật dâng lên lòng tin bay tỉnh thần tiên thiên la mẫu phổ trung để cho tiên tiên cùng thỉnh mời mẫu đệ nhất tiên tiên tặng phòng chế thắng sẽ là ra hướng về hương xạ nhiệt áp dưới mông ngân chư Phật thầy huệ bất sao vong tùy giữ đất tường ngân thành ý thương ngân chư Phật thiện toàn căn nam mô hương cúng giang Bồ Tát Ma Tát nam mô hương cúng giang Bồ Tát Ma Tát sẽ là tiên đàn đại ngàn đô điện tinh hương ra du từ mâu luôn vô hương hỏa độ đắc thanh hương khi tâm kim cương nhân chú biến thập phương nam mô nhãn cung vạn bồ tát ma tát nam mô nhãn cung vạn bồ tát ma tát vương mẫu đệ tam cung thỉnh mời vương mẫu đệ tam xích lần lòng mới Nam mô A Di Đà Phật.
Thank you.
Trần Thảo Hòa Linh Đồng Gia Thiên Thị Chủ và Văn Gia Nguyên Thị Thí và Hoàng Trâm Đồng Gia Thiên Thị Chủ Đinh Đinh Đỗ Công Thành Lê Thị Nhạc Đinh Đỗ Công Gia Đồng Gia Thiên Thị Chủ Lê Xuân Long Ý Ngô Thị Thoa Ý Lê Thị Lý Đồng Gia Thiên Thị Chủ Trường An Đồng Gia Thiên Thị Chủ Hoàng Xuân Định Nghe Đỗ Thị Anh Hoàng Thị Thúy Hoàng Thị Mai Hương Hoàng Thị Khánh Nguyên Hoàng Ngọc Kim Hoa Đồng Gia Thiên Thị Chủ Định Nghe Thị Chất Chú Thị Thanh Thủy Đồng Gia Thiên Thị Chủ Tống Sĩ Bồi Vũ Thị Duyên Tông Đốc Sĩ Tông Đốc Sĩ Việt Đồng Gia Tin Chúa Nguyễn Quan Mạng Nguyên Vũ Thị Hợp Nguyễn Quan Mạng Trung Nguyễn Tuấn Anh Đồng Tin Chúa Lê Xuân Hướng Vũ Thị Bình Lê Trung Hiếu Lê Quan Mạng Phương Thân Mẫu Đoàn Thị Hòa Đồng Tin Chúa Lê Việt Trình Ngô Thị Minh Lê Việt Dũng Lê Việt Duẩn Đồng Tin Chủ Nguyễn Thị Thêm Phạm Hữu Hoài Bạc Đồng Gia Tin Chủ Trần Trung Anh Lê Thị Nguyệt Trần Tùng Lâm Đào Thị Hành Trần Việt này anh Trần này Lâm anh Đồng Gia Tin Chủ Nguyễn Đức Nhiên Thần này Vũ Nguyễn Đức Hiển Đồng Tin Chủ Trần Mạnh Thế Đoàn Thị Dinh Trần này Mỹ Doan Trần Gia Như Thần này Mẫu Hoàng Thị Nhẫn Đồng Tin Chủ Không Tiên Hải Trần Thị Tiết Nguyễn Xuân Trường Đồng Gia Đạt Đặng Quốc Huy Đồng Gia Đàng Nguyễn Ngọc Huynh Đồng Gia Đàng Đoàn Văn Hành Đồng Gia Đàng Nguyễn Xuân Hoàn Đồng Gia Đàng Trần Đình Điện Đoán Đồng Gia Đàng Lê Văn Văn Phương Đồng Gia Đàng Nguyễn Thị Trích Đồng Gia Đàng Nguyễn Văn Văn Hà Đồng Gia Đàng Mai Văn Văn Thi Đồng Gia Đàng Phạm Văn Văn Phùng Đồng Gia Đàng Mai Văn Cảnh Đồng Gia Đàng Nguyễn Thị Chuốt Đồng Gia Đàng Đăng Thị Báo Đồng Gia Đàng Hợp đồng đồng sư gia chư nhân thành tâm tiên tiến lê do thị im nguyệt nguyệt cát đã nhật cần đăng cụ sơ văn thượng tốc cùng di nam mô thập phương vô lượng thượng trụ tam bảo kim liên tọa nam mô đại từ đại bi khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát hồng liên tọa tam giới thiệt chúa tư phụ vạn linh công đồng đại đế đồng bề hạ trần triều hiện thanh nhân nhân vũ hưng đạo đại vương thương thương đang ngất tối linh linh tôn thần ngọc quê trần trần triều thái 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 vương phụ vương mau vương vương quý phu nhân đại vương điện điện hạ trần trần triều vũ quỳnh đức ông tối linh linh thượng đang ngất thần ngọc quả bệ đường ngân liên việt vương hành thiện thái tuế trí đức tôn thần vị thiền đương cảnh thành hoàng bàn thố đại vương tôn thần vị tiên tăng hữu lương ban Văn võ linh linh quan ngũ hộ thần tướng ngụy tiền cũng quả quả thánh tử động thủy chiêu giám phục nguyện phật nó thành chứng mình quả quả linh linh giám cách tỷ tỷ nhân khang vật vật của giải trừ hạn ách tai ương cai hoạ hoạ vi tượng biến không vi cát tòng các tư vĩnh khanh vĩnh kha tự thừa thượng 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 thị nhất thiết sở cầu tật tất giai quả toại ta đã thần thần tình thì vô nhâm kích kinh thiết bình dinh 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 chỉ cần là sát thiên theo vạn mậu tuất tất niên thập nguyện phúc phúc sinh ngu nhật nhật thời các gia gia chủ thành tâm hỏa nam thượng sơ Ngài Đức Thánh An Cốc Hải Thầu Thiên Thượng Đại Thánh Vương Sắc Lang Linh Từ. Này,
kiều thỉnh đến bóng đức ông đại vương ta. Nay đức ông đại vương ta la giáng bản đền bản phủ chu khê chú số thu chấp kim ngân tải mã, ta cung phủ cho cành canh đàn tiệc lễ hôm nay được đắc lễ đắc bái đắc kêu đắc cầu, được trần âm hoan hỷ phúc nhà nào về nhà nấy, lộc nhà nào về nhà nấy, phúc lai vai tấn ban khen ban thưởng, thắp hương phong ban tay quỳnh tay quế lý ghế bốn phủ ban khen ban thưởng. Dân thôn bản hạt ngày hôm nay mưa không quản ngại nắng không nề hà, đã về đây không trực cửa đức thánh đại vương, ta cung phủ cho được nhà nào cũng ấy, nhà nào lộc ấy, đẳng hà xa phúc lai tai tống tha. Văn sứ dâng lên bàn đền ngõ ma, văn sứ dâng lên thanh thanh đồng cầu đối chép em biển rõ ràng về cho đôi chữ trường sinh. Đôi chữ trường sinh về cho đôi chữ trường sinh, phú phú chú quý khang linh thọ trường phi cho dung hoành phi. Thank you.
chơi bời quân thần. Xin tấu lại Đức Thánh Ông. Nay cũng là
khánh tiệc. Xin ghé họ đây đây thì ông về bắt ngồi ông bắt ghế ông ngồi ông về ông xuống đàn xuống đây chúng phụ duyên tại bản đền Đức An Cốc tại cửa khẩu Đại Vương Thiên Thượng A Di Đà Phật lại ông về ông chứng phúc chúng duyên trên đàn chúng lễ cho họ Lê họ Nguyễn cho các gia các chủ thôn dân bản mạng các gia các chủ nay cũng là nhất tâm tưởng quận sự tâm thành nay đem thân được tâu đau đầu vọng vái chư Phật chư Thánh chư Quan Tam phủ công đồng túc phủ vạn linh hội đồng tiên cung tiên thánh các tòa các cổ các bóng các giá về ông chúng đàn nghi lên sở tờ vàng nén nhang bằng với cái sớ độ cho các gia các chủ được bình an thân khung khang thái tam môn muôn vượng nhà nào làm đấy phúc lộc đề ra nên tăng phú quý cầu chi tân ứng vạn sự tất thành phúc lai tài tống các tập cung tiêu a di đà phật lại ông trên ông ban khen ông ban thưởng ban lộc ban tài ông tấu ở các tòa các phủ ông độ cho bản đền bản phủ được cả đắc lộc đắc tài ra môn được hưng vượng độ cho thanh đồng đệ tử pháp sư cung quan tây quỳnh tây quế các ghế tư phủ các gia các chủ được bình an khang thái giả cầu sức khỏe trả cầu bình an a di đà phật tấu lại ông lại trở ra về đến anh cho vui lại trở ra về sẽ đàn thánh giá ngọc diệp xanh xanh vương vô đầy đánh chi ngọc diệp xanh xanh thái sư nhất phẩm triều đình trên pha vàng trong ngon ngọt thanh nga dưới điện truyền phụng sự đệ nhị vương cô màn xa cửa biển cà mò đứng trong xa cửa biển cà mò thuyền thoi khô bé lững lờ bên đi sông màn xa nhất xưa tích cũ nhà trần nhà có cậu hoàng bé thank you.
Oh,
nhiều lắm. Như mưa rơi đêm đông trong rừng sâu, như mưa rơi đêm đông trong rừng sâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thánh giá. Tam vị chúc mừng con con văn ma, tam vị chúc mừng sông sao sông suối là nơi Chúa đại nhất Tây Thiên đi về. Đại nhất Chúa Tây Thiên ma cũng kính mời làm giá. Anh lên tới cao sơn bạch bạch mã hỏi thăm thắm đền Chúa nguyện là nơi nào mang ra hồi bình. Công chúa năm thao thỉnh mời có chúa ba công chúa năm thao là nơi chắc xa đền chung mang ra hồi bình. Năm phương năm miếu rõ ràng đền thờ bản cảnh có các cô nàng dâng nghi hoa. Thu hiu tình nghề hoa quả tốt tươi đôi bên long long chầu vào đi. Chúa thương như những hoa thơm
đúng đỉnh dân hoa này nếu ai mà ngạo xuống hoa Chúa làm cho liệt vị chân tay, tay phải tay, màu hình thánh mở thầy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
núi tranh mặt đồng trầu thêm cánh phượng hoa. Thank you.
chú Linh Linh quan lớn về, phù chú Linh Linh cứu đâu được đấy, cứu người trần gian, cứu cho các chủ bình an. Cho các gia các chủ thôn dân bản hạ thiện nam tín nữ nhất tâm nhất thiết nhất thành về cửa đền Sóc Lăng Linh Từ vọng quái chư Phật chư Thánh chư Quan Tam Bảo phủ đình thần hội động vạn linh thao thỉnh sơn trang tiến cúng tài mã tượng hình đàn nghi lễ sở bằng giấy cánh sớ tờ vàng ngắn nhang hương đăng cung minh thỉnh bái lại quan về văn chứng chứng duyên văn lộc văn tài văn phúc văn thương độ cho Thanh Đồng họ Lê, họ Nguyễn, chủ nhang đồng đền pháp sư cung quan, tay quỳnh, tay quế, các ghế tứ phủ, các gia, các chủ, thôn dân bản hạt, được bình an, được khang thái, gia môn môn vượng, đắc tài, đắc lộc, đắc phúc, đắc duyên, cầu chi tất ứng vạn sự tất thành, nhà nào lộc đấy, phúc lai, tai tống, cắt tập, cung tiêu, A-di-đà Phật, tấu lại quan. Nhất độ cho quốc thái dân an, khâm thừa thượng đế gia ban, sổ sinh sổ tử Vẫn là phép tôn quang
tử chung đã thức tăng công giản kim hậu quả thần thần thành chúa tin thường ta lăng tăng giả ân ma từ bi mận mận chúng sinh cố nhĩ kim đính lễ khai quang chiếu đèn chung văn sớ dâng lên họ lê con la họ nguyện con bạch xa cha cho họ văn văn sớ dâng lên tay ấy có dư năm trăm bên có dư ba trăm đạo pháp ma chín trăm đạo cổ pháp này phật tổ ban cho lâm sơn
cao dĩ lòng đi thành thành chi thủy bất trần tâm thank you.
thần đệ tử con đi dâng bản văn đàn, xin dâng sự tích cho họ Lê, họ Nguyễn, cho các gia, các chủ thôn dân bản hòa Việt Nam tín nữ A Di Đà Phật tại đền Sóc Lang Minh Từ, cung minh chư Phật chư Thánh chư Quan Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh Hội Đồng Tiên Cung Hội Đồng Tiên Thánh Các Tòa Các Phủ Các Bóng Các Giá Hội Đồng Bằng Quan Cao Thỉnh Sơn Trang Kỳ An Tăng Phúc Thọ Đông Thiên Cát Nhật Đương Thời Tuần Lâm Thánh Tiệc Quan Hoàng Mười Lại Quan Hải Quan Huệ Quan Thương Quan Độ Quyền Quan Pháp Quan Thi Nhân Ba Đức Độ Lượng Hải Hà Thất Dây Âm Phủ Thứ Tội Trần Gian Độ Cho Họ Lê Họ Nguyễn Để An Khang Họ Trường Bàn Đền Bàn Phủ Chủ Nhang Quan Ban Khen Ban Thưởng Ban Lộc Ban Tài Cho Công Quan Pháp Sư Tây Quỳnh Cái Quế Các Gia Các Chủ Các Ghế Tứ Phủ A Di Đà Phật Lại quan trên quan tòa đấu thượng thiên dưới quan tấu về các tòa quan phủ quan độ quan thương quan ban lộc ban tài A Di Đà Phật là tấu lại quan. Đàn nghi lễ sở thỉnh Phật tuyên kinh cung minh của đình thần tam tứ phủ nay lễ tạ ơn ngài đức thánh an khắp khải khẩu thiên thượng đại thánh vương sắc lang minh từ nay kiều thỉnh liên quan lớn đệ tam khải phủ đa bề lai giáng bản đền bán phủ nơi đây chu khê trung sớ thủ chất kim ngân tài mạng nay ta phong phủ cho đàn lễ được thành công tốt đẹp ban khen ban thưởng cho pháp sư con ban khen ban thưởng cho bách gia trăm họ ngày hôm nay mưa không quản ngại nắng không để hà mang miệng đến tay mang đầu đến lạnh cầm trực cửa đức thánh đại vương ta phù thủ cho nhà nào lộc ấy nhà nào cũng ấy cũng đáng hà sao thức đai tai tống à giáp bạc bao phen quan tam phủ nhuộm đỏ hồng người sông pha trăm trần cũng như không được tiếng con mùa dưới thủy tề gươm thần ba thước tay ngang dọc chỉ dậy trời tây quan tam phủ lấp bề
đồng. Quân lớn kéo quân về đông ngã ba sông Bạch Hạc. Bạn tiên ngồi, bạn tiên ngồi đàn hát quân vui chơi. Tiệc bàn lan yến xong xong rồi, đại đồng vân vân ra vũ sang chơi nước này. Sương ca đã hát tập thành thơ ngâm phú đàn đàn tranh khoan chơi bờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giờ lâu phán lời nhân cư, sai quan đến cứu chờ trần gian. Một tay hoàng thái tử đề ta cứu sinh cũng lắm người đồ quan cũng nhiều. Nước dấu cạn nhưng công người không khang, đã có một gương sáng vẫn còn soi. Cửa thánh ngài đây vốn tình thương người, để quan biết quan biết quan biết tên. Ai trở ra về quan muốn châu tôi làm thánh gia hồi cung. Tiệc văn hoa mời quan đệ tứ, vốn quan trời cai trị bốn năm phương.
thập bát tối thiên đình thì hà sa. Con lớn chuẩn chuẩn tranh anh ấy toàn tài.
chuẩn thánh chúa thiên trung vương ta la la ta giáng ân ân la từ bi mẫn mẫn chúng sinh cố nhĩ kỳ đính lễ khai quang chiếu đèn chung có dư 300 tây có dư 500 đạo phép 900 đạo phù phép này Phật tổ ban cho phù chú linh linh tôn quan về phù chú linh linh cứu đâu được đấy cứu người trần gian cứu cho bách gia cha họ chúng con bình an nhất trí thần thông linh nghiệm nhị trí thần thông linh nghiệm tam trí thần thông linh nghiệm tứ trí thần thông linh nghiệm phi cho không anh phi mỹ thank you.
chỉ chân ninh dài thiên bản cổ Đạo Phật đấu là quan đền ngũ tuần tranh thì quan về quan giác ở bản đền bản phủ sóc lang linh từ quan chứng tâm chứng đức chứng độ chứng thành chứng phúc chứng duyên cho ghế họ Lê họ Nguyễn này bác ghế quan ngồi bác ngồi quan ngự quan về quan chứng tràn duyên lễ sở đàn nghi lễ sở cho thanh đồng đệ tử cho các gia các chủ thôn xóm bản hạt già nam tín nữ A Di Đà Phật xin quan về quan hương quan độ quan văn lộc quan tài quan phúc quan phương quan độ cho các gia các chủ về cung minh thỉnh bái chư Phật chư thánh chư quan tam tứ phủ hội đồng quản linh đàn nghi lễ sở tài mã minh y đẳng vật cung tiến thiết khao binh thiết tướng A Di Đà Phật quan thương quan độ quan văn lộc quan tài quan phúc quan phương quan cắt dây ông phủ chú tội trưởng gian độ cho các chủ được bình an thân cung khang thái gia môn hưng vượng vạn sự như ý sở cầu hanh thông phúc lộc đề đa nhân tăng quý A Di Đà Phật cấu lệnh quan bàn đền bán chủ nơi đây cung phủ cho đàn lễ các mãi cung mái các tế các con chẳng còn quan lý cung phủ cho các gia trong họ tứ phủ ngày hôm nay là nhà nào còn nào là đủ cho các gia trong họ trải mừng rằng tiền cho bố này cho con lại cung phủ cho các ít các tiểu mạnh mẽ bình an thông minh trí tuệ học hành dòng nước sông xanh đêm ngày vẫn chảy sóng tuôn trào cuộn cuộn chảy về đâu chúng con nhớ ơn người tráng sĩ lập nên công ngàn năm ghi nhớ quan tuần người tài quan để ngũ sáng ngời trên phủ ninh giang dập dờn cuộn cuộn
trời về. Đến sập bốc đồng sắc sắc vua phong ngài kim chi tam sư hay sắc là tháng tuổi trừ tinh câu tôn quan ngài bạn phép muôn linh nha quyền ông cai quản trốn âm âm binh nhà trời. Quyền phong quý lương ghi trời thì đoan trang tôn quan người hiền hách ai đang ra tay tế độ trần gian nhờ lúc bấy giờ người ra đi hùng hổ lương ghi trời tế độ sinh nhân đồng ý nổ chân phong vân thường đồng ban phép cứu dân quan chúng ta dũng lượng cảnh non bồng nước nhựa phong ta vui chơi bạn chúc bạn má bạn loan thiệp ngọc xuống bầy xuống ca các bộ nàng xa tay bè quê ông sạc chơi thành thị hồ tiên ba ngàn thế ơi dư tiền phép quan đề ngũ khắp miền đông tây quý gia thổi gió thét mây phép ông đứng hiện tổ quê cốc nhà khắp gần xa bách quan đều phục ai có lòng nghỉ hưởng phúc hà xa dầu ai vẫn nạn chưa qua kêu quan đề ngũ bệnh đà cứ tan không thank you.
luân bí tử ở chương tô đáng bao phen nghi má tượng giang hồ cùng đàn dưới quyền con đỏ trên sông chỉ đã biết hỏi vòng nghề cương tòa hay đâu là bác nở ba sinh vui xuân thiếu bạn chúc tình thỏa lòng trang sĩ nên danh kỷ nguyên lớn bán đáo đàn lấy chuyện phát bỏ đôi hàng
khai quang sông nhan thập cờ diệu quang minh chứng từ trung trung đã tinh tăng cung rạng kim phục hoàng thần cận thành chúa tiên trung vương. Thank you.
Chơi phủ tía lầu lầu cho bà đệ nhân vào